xác định phương châm luôn đổi mới vì khách hàng, đồng hành vươn xa cùng ngành nhựa Việt Nam. Năm 2016, OPEC Plastic nghiên cứu và cung cấp các phương thức bán hàng ưu việt, đảm bảo tối đa lợi ích của khách hàng. 7 phương thức bán hàng bao gồm: Phương thức 1, nhập khẩu hàng qua chi nhánh của OPEC Plastic tại nước ngoài. Phương thức 2, ký hợp đồng nhập khẩu, nhận hàng ngay tại nội địa. Phương thức 3, mua hàng nội địa, giao tương lai. Phương thức 4, mua hàng nội địa giao ngay. Phương thức 5, xuất nhập khẩu tại chỗ. Phương thức 6, mua hàng theo giá công thức, ký hợp đồng với OPEC Plastic hoặc chi nhánh của OPEC Plastic tại nước ngoài. Phương thức 7, mua hàng nội địa, trả chậm 6 tháng. 7 phương thức bán hàng trên được nghiên cứu phát triển từ nhu cầu thực tế của khách hàng với nhiều ưu điểm vượt trội trên thị trường như giá cạnh tranh nhất thị trường, phương thức thanh toán linh hoạt và chính sách ưu đãi thường xuyên liên tục bao gồm ưu đãi giá, công nợ và quà tặng có giá trị cao. Bên cạnh đó, nhằm chuyên biệt hóa theo nhu cầu khách hàng tại mỗi thời điểm, mỗi phương thức cũng có những lợi điểm riêng. Đối với phương thức 1, khách hàng có thể mua hàng nợ nước ngoài từ 3 đến 6 tháng, chủ động kế hoạch nhận hàng. Trong trường hợp lịch về muộn hơn so với nhu cầu hoặc hàng về trễ so với lịch, khách hàng có thể mượn hàng nội địa trước để sản xuất kinh doanh. Khi hàng về, khách hàng thông quan và trả cho OPEC Plastic. Đối với phương thức 2, khách hàng có thể mua hàng nợ nước ngoài từ 3 đến 6 tháng, chủ động kế hoạch nhận hàng. Khách hàng có thể nhận hàng ngay tại nội địa sau khi ký hợp đồng hoặc mở LC hoặc thanh toán đặt cọc cho chi nhánh của OPEC Plastic tại nước ngoài. Khi hàng nhập khẩu về, khách hàng thông quan và trả lại cho OPEC Plastic. Đối với phương thức 3, khách hàng có thể mua hàng giao tương lai 1 đến 12 tháng, đồng thời sẽ có ngay giá nguyên liệu đầu vào để lên kế hoạch sản xuất kinh doanh. Khách hàng có thể lựa chọn một trong hai hình thức, giá cố định hoặc giá biến động theo tỷ giá. Đối với phương thức 4, OPEC Plastic sẽ phục vụ quý khách 24/7. Hàng sẽ được giao ngay, từng giờ theo đúng yêu cầu của khách hàng. Đối với phương thức 5, khách hàng nhận hàng ngay tại nội địa sau khi ký hợp đồng, mở LC, thanh toán đặt cọc cho chi nhánh của OPEC Plastic tại nước ngoài hoặc OPEC Plastic Việt Nam. Đối với phương thức 6, khách hàng sẽ được giảm thiểu rủi ro biến động giá và tỷ giá, đồng thời tối ưu hóa chi phí lưu kho cũng như chi phí vận tải. OPEC cũng cam kết giao hàng theo đúng nội dung hợp đồng trong mọi tình huống của thị trường. Đối với phương thức 7, khách hàng có thể duy trì công nợ một cách linh hoạt với thời hạn lên tới 6 tháng. Đồng thời, lãi suất trả chậm ưu đãi đặc biệt dành cho tất cả khách hàng. Với 7 phương thức bán hàng linh hoạt, khách hàng có thể lựa chọn một hoặc nhiều phương thức phù hợp với điều kiện kinh doanh thực tiễn của doanh nghiệp. Trong thời gian tới, OPEC Plastic cam kết luôn tạo ra các giải pháp tốt nhất hướng tới sự phát triển và thịnh vượng của khách hàng.